quý vị ba khách cũng như là quý vị ban tế tự vào 11 giờ hôm nay, tiên sư 12 giờ tới lễ tiên thường, 13 giờ tới quốc tổ Hồng Dương. Kính thưa quý vị, thông báo một lần nữa chúng tôi thay mặt ban tế tự thông báo quý vị vào 11 giờ tới tiên sư, 12 giờ tới tiên thường, 13 giờ tới quốc tổ Hồng Dương. Quý vị có mặt đúng giờ để chúng ta cúng tế. Lễ thành